Hello mọi người, thì hôm nay shop rạng về một số mẫu cần rút gọn giá rẻ cho anh em câu giải trí. Thì cần này nó dài chỉ 20 nè, 40, nó tầm 40 xăng hoặc hơn một tí xíu thôi, cho anh em bỏ cốp xe hoặc là bỏ ba lô đi câu xa mà không cần mang cồng kềnh nha. Thì cần giá rẻ thôi, nó có đầy đủ các size luôn, từ 1m8, 2m1, 2m4, 2m7 và 3m nha. Tất cả đều thu gọn lại thì còn khoảng 40, khoảng 40 xăng. Thì mẫu này á, hồi trước mọi người đã có dùng bên rạng rồi, là cái mẫu Daiwa. Đây y hệt nha mọi người, không khác gì hết, là cái mẫu Daiwa. Nhưng mà đợt này không có gắn cái mác Daiwa được, họ gắn một cái tên khác nha mọi người. Nó đọt cần ở phía trên vẫn là có một lóng màu vàng cho mọi người đi câu dạng câu đêm, pha đèn vào thì sẽ thấy, dễ nhìn thấy, giống như cái màu phản quang nha mọi người. Mà nhìn thấy ở phía trên này thì đọt cần nó rơi vào khoảng 2 ly nha. Cái này cho mọi người đi câu cảm giác hoặc là đi câu kết hợp với câu lua cũng được, câu cảm giác nha. Chung là những dòng cần rút á, thì đánh bạo lực thì không nên nha mọi người, vì nó rất là nhiều lóng lại với nhau, chất liệu nó vẫn là carbon đó, nhẹ, nói chung là nhẹ cho mọi người cầm đi du lịch hay gì đó, mà hoặc là anh em đi làm, nơi chỗ làm mình có cái hồ câu hoặc là có cái mé sông mà làm nghỉ trưa gì đó. Nó kết hợp cái máy nhỏ nhỏ nữa, tầm 2.000 thôi nha, 2.000 nó sẽ gọn hơn. Hoặc là cần 3m á, thì có thể dùng máy 4-5.000 hoặc 6.000 cũng được. Thì cái máy thì bỏ vô cốp hoặc là bỏ ba lô nó vẫn gọn rồi, quan trọng là cái cần của chúng ta thôi, có bỏ được hay không, để di chuyển được hay không. Đó, thì size thì đầy đủ. Nếu mà mọi người lấy size 1m8, 2m1 thì dùng máy 2-3.000 được rồi, kết hợp câu ngâm, câu lăng xê và có thể kết hợp câu lua luôn. Cần ngắn thì chúng ta lua trong những cái địa hình mà nó có cây này kia nhiều á, nó vướng á, hoặc chúng ta câu ngâm cũng được. Thí dụ ta đi rừng thì nhét cái này vô ba lô rồi đeo lên vai đi, cái máy thì bỏ trong ba lô luôn. Thì có nhiều cây vướng thì chúng ta dùng những cái size nhỏ thôi, 1m8 hoặc là 2m1. Đi suối cũng vậy, suối thì cá nhỏ đâu có lớn đâu, nhiều khi gặp cá lớn thì chúng ta dòng thôi. Cần này thì nếu mà theo cái mẫu cũ thì tải tỉnh nó tầm khoảng 2-3 kg. Thì hôm nào sẽ test lại cái mẫu này sau, nhưng mà chất lượng thì đang nghĩ là nó sẽ như cũ thôi, vì cùng một công ty nó nhập hàng về. Hàng thì của China thôi nha mọi người, của Trung Quốc. Các hãng thì bây giờ đa phần nhà máy ở Trung Quốc hết nha mọi người. Đây nè, cả mắc in China lên đây cho mọi người, khỏi phân vân là hỏi hàng Nhật, hàng Thái, hàng gì hết, có đầy đủ thông tin nè, cả tên công ty nhập hàng luôn nè. Đây độ dài cần nè nha, sản xuất là năm 2023, là mới vừa sản xuất, mới vừa cập bến luôn. Cái này mắc in China để 3 chữ China luôn, cho anh em khỏi thắc mắc, khỏi hỏi cần gì. Thật sự mà muốn xài cần thì chúng ta dựa vào cái chất lượng cần mà chúng ta xài nha, và phù hợp với giá tiền chúng ta xài thôi. Còn nơi nào sản xuất thì chúng ta không cần để ý. Đây, khoen mọi người nè, nhìn thấy là đẹp không? Khoen vàng luôn nha. Đó, khoen ngoài vàng. Thì cây này 2m7 thì nó có 2, 4, 6, 7 khoen, 7 khoen thêm một đầu bu. Chất liệu cần là carbon sắn, nhìn thấy nè, cái phôi sắn. Đó, sắn mọi người xài cái chất liệu carbon mình nhìn sẽ thấy đã biết liền, carbon sắn này. Lúc trước á, mác của nó là mác Daiwa, chỗ này để chữ Daiwa nè. Các lóng luôn nha mọi người nè, đó, các lóng Nó thì rút ra chúng ta canh khoen lại nha, khoen càng rút thì nó xây lung tung beng hết. Rút ra mọi người cứ canh theo cái bát ở dưới này nè. Cái bát nó có cái khóa, dùng cái lóc cái khóa rất là chắc chắn luôn nha. Này, ở đây mọi người canh theo cái phần ở trên này. Trên này nó sẽ có một cái phần mà gắn cái bát máy. Ở đây thì chúng ta canh ở phía dưới này, nó cũng ngay rồi, chúng ta lắp vào và chúng ta vặn cái bát lên. Và đây có thêm một cái khóa nè, chúng ta vặn đi kèm luôn thì nó sẽ khóa cứng lại nha, nó không có tuột xuống được, rất chắc chắn. Rồi mọi người gắn máy vào, quăng đó, quăng cực kỳ bạo lực. Có mẫu cần đầy đủ size nè, size 2m7 nè. Như đây có cái 2m1 rồi, nó tháo ra rồi. 2m1 thì nó sẽ gọn hơn lại một chút, nhưng mà độ dài nó thì cũng là 40 nha mọi người, 40 hoặc là 2m7 3m thì nó hơn chút xíu thôi. Chết rồi, cái này nó chui xuống đây nè, nó ra hết lóng luôn nè. Nó 2m1 nha mọi người, một lóng nè, mỗi một lóng nó sẽ có một cái khoen cho mọi người nè. Nó khoen cứng cáp nha mọi người, không phải là nó yếu đâu nha, thấy nó hai chân nha, chứ nó cứng ngắt nè, giật là không có lung lay luôn, không có lung lay luôn. Thử cái đọt coi dẻo hay không nha mọi người. Đây đó, nói chung cũng khá là dẻo nha mọi người. Cầm nguyên khúc nha mọi người, đừng có cầm về mà thử cầm cái đọt như vậy nè, thử dẻo hay không. Mọi người cầm về nó dẻo thiệt á, nó dẻo một cái góp liền đó nha mọi người. Đó, mà cầm nguyên cái cây nè, nguyên khúc gốc cái này lên đó, mọi người xem cái đọt cái nó có dịu hay không đó, nó bẻ coi thử, chứ đừng cầm một lóng vậy mọi người, bẻ nó dẻo luôn á. Một số anh em mới không biết chơi thì cẩn thận nha, nhiều khi cần nó mỏng á, mọi người chỉ cầm cái lóng này mọi người gặt nhẹ nha, nó cũng gãy nữa. Nhưng mà khi mọi người test á, test nguyên cần mọi người kéo ra vậy nè, đó nó phân bố lực đều trên cái cần của chúng ta nè, nên nó không ảnh hưởng nha. Rồi nói chung là mẫu trốn vợ nha mọi người, bỏ cốp xe, bỏ ba lô, trốn vợ du lịch đó cũng được. Thì kết hợp với những con máy xịn xịn một chút thì cá tầm 10 mười mấy ký, cần này đang bao bắt cho mọi người luôn. Hôm nào sẽ mang cây này vào hồ câu giải trí đang test cho người xem luôn nha. Chung là theo đánh giá rằng này, cá tầm 10 ký hơn cá hột vụ, cây này sẽ bắt được nha. Hôm nào cho mọi người xem thì sắp xếp được thời gian sẽ vào test cho người xem mấy cây này cực kỳ phê luôn, đọt nè đó, và thử quăng lua cho người xem luôn. Chung là rất là gọn nhẹ, bỏ gấp xe đi thoải mái, đi đầu này đầu kia rồi có. Rồi ok, thì tiếp theo là phần giá thì cực kỳ sinh viên luôn. Cần 1m8 chỉ 250.000, bao phí vận chuyển toàn quốc cho mọi người luôn. Có nghĩa là khi hàng đến mọi người chỉ trả đúng 250.000 cho cây 1m8, và những size còn lại mỗi size nó sẽ lên thêm 20.000 nữa nha. Nghĩa là 2m1 thì sẽ là 270, 2m4 là 290, và 2m7 là 301, và 3m là 330, và đã bao gồm phí vận chuyển nha. Thì bên rạn cho xem hàng, cho kiểm tra hàng, nên khi hàng đến mọi người cứ khui ra nha, kiểm tra xem cần có giống mẫu shop gửi hay không, rồi coi khoen sứ có bị vận chuyển bị nứt mẻ gì hay không, rồi hãy trả tiền nha. Cho xem thì mọi người nên xem giúp rạn, kiểm tra đầy đủ hết rồi hãy trả tiền cho người giao hàng giúp rạn là được. Rồi ok, mọi người đặt hàng alo shop rạn qua 2 số điện thoại trên màn hình, mọi người gọi số nào cũng được, hoặc là lấy số qua Zalo nhắn tin. Thì Zalo bị full, mọi người cứ lấy số và nhắn tin bình thường là được nha, không cần kết bạn. Mọi người cứ lấy số nhắn tin thì shop bạn sẽ thấy. Bị full mọi người kết bạn thì không nhìn thấy được nha, cứ nhắn alo 1234 gì đó thì bên shop sẽ thấy và gửi hàng đến tận nơi, tận địa chỉ của mọi người cho nha. Mọi người cho địa chỉ đâu thì bên shop sẽ gửi đến tận nơi cho mọi người luôn. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người clip sau.